Vocarimex hân hạnh tài trợ chương trình này. Về đến nhà rồi cùng gia đình dùng bữa cơm sum vầy. Đi đâu ba ơi? Đã có chai dầu trong nhà mà. Đây rồi, Vocadeli, Vocadeli, bữa cơm gia đình thật ngon. Vocadeli là tuyệt vời. Vocadeli, giọt vàng cho bếp Việt. Về đến nhà rồi cùng gia đình dùng bữa cơm sum vầy. Đi đâu ba ơi? Đã có chai dầu trong nhà mà. Đây rồi, Vocadeli, Vocadeli, bữa cơm gia đình thật ngon. Vocadeli là tuyệt vời. Vocadeli, giọt vàng cho bếp Việt. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đồng hành Hàng Việt. Phương Trinh rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy, kể từ năm 2012 đến 2015, có hàng chục ngàn vụ vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ đã được cơ quan chức năng xử lý, với tổng số tiền phạt lên đến 68 tỷ đồng. Con số tiền phạt này cho chúng ta thấy rằng, vấn đề vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm nhãn hiệu bản quyền, quả không hề đơn giản. Và trong tình huống, trong điều kiện như vậy, thì việc đăng ký sở hữu trí tuệ bảo vệ nhãn quyền là một việc làm vô cùng quan trọng và thiết thực đối với quyền lợi của doanh nghiệp. Bên cạnh đó cũng liên quan đến quyền lợi của người tiêu dùng, bởi vì chúng ta muốn chắc chắn rằng mỗi một người tiêu dùng khi bỏ ra bất kỳ số tiền nào để mua các mặt hàng sản phẩm thì cũng chắc chắn mình sẽ mua đúng những thương hiệu mà bản thân chúng ta tin tưởng, yêu mến, sử dụng. Đến với chương trình Đồng hành Hàng Việt ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng phần nào sẽ giúp quý vị khán giả có cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề đăng ký, bảo hộ nhãn hiệu, các quy trình thủ tục cần thiết đối với doanh nghiệp. Chương trình Đồng hành Hàng Việt với sự tài trợ của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam Vocarimex kỳ này sẽ mang đến cho quý khán giả những thông tin chính sau. Phóng sự về quyền lợi của doanh nghiệp khi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Tư vấn về bảo hộ thương hiệu cho doanh nghiệp thông qua việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Cách phân biệt chất lượng hàng may mặc qua loại vải. Mở đầu chương trình, như thường lệ, chúng ta sẽ điểm qua một số thông tin đáng chú ý qua chuyên mục Bản tin doanh nghiệp. Tặng quà Tết cho những hoàn cảnh khó khăn là nét văn hóa đẹp của các doanh nghiệp Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Cũng theo thông lệ này, cận Tết Đinh Dậu năm nay, chương trình Về với yêu thương với sự ủng hộ của các đơn vị như tập đoàn Number One, Khánh Vân Nam Viện, Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam Vocarimex đã đến thăm và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và huyện Đạ Oai, Lâm Đồng. Đây là hai địa phương có tỷ lệ dân cư ở nông thôn cao, trong đó có số lượng không nhỏ đồng bào dân tộc, đời sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp hoặc khai thác lâm sản phụ, kinh tế còn nhiều khó khăn. Với mong muốn hỗ trợ phần nào để những ngày Tết của các hộ nghèo thêm sung túc, đủ đầy, chương trình Về với yêu thương đã trao tặng các loại nhu yếu phẩm thiết yếu do doanh nghiệp trong nước sản xuất như gạo, bún gạo, nước mắm, dầu ăn, tập viết, sữa, nước ngọt. Trong sự kiện, ban tổ chức chương trình cũng đã dành thời gian trò chuyện, động viên các gia đình khó khăn nỗ lực sản xuất để sớm thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Phân khúc sản phẩm trung cấp vẫn sẽ là điểm nóng của thị trường bất động sản trong năm 2017, khi đây vẫn là nhóm sản phẩm được đông đảo người tiêu dùng quan tâm. Theo báo cáo của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, bước qua năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm khoảng 30.000 sản phẩm nhà ở, trong đó có khoảng 29.017 căn thuộc 57 dự án đã được xác nhận đủ điều kiện huy động vốn. Số căn hộ thuộc phân khúc trung cấp chiếm tỷ lệ 60,3%, còn lại là căn hộ thuộc phân khúc cao cấp và bình dân. Theo dự báo của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản năm 2017 sẽ tiếp tục nằm trong chu kỳ tăng trưởng và phát triển mạnh về phân khúc bất động sản có mức giá trung bình, đáp ứng nhu cầu của số đông người dân hiện nay. Dù Tết Đinh Dậu 2017 chưa đến, Thành phố Hồ Chí Minh đã sớm có kế hoạch cho chương trình bình ổn thị trường năm 2018. Theo đó, Sở Công Thương đã có thông báo về việc đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường năm 2017, Tết Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn thành phố. Nội dung thông báo nêu rõ các nhóm hàng hóa, đối tượng, điều kiện tham gia, quyền lợi, nghĩa vụ và thủ tục hồ sơ đăng ký chương trình. Một số quyền lợi dành cho doanh nghiệp như vay vốn với lãi suất phù hợp, được hỗ trợ truyền thông,
quảng bá, được giới thiệu mặt hàng và ưu tiên giới thiệu cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường vào mạng lưới điểm bán hiện hữu của chương trình, v.v. Được biết, Sở Công Thương sẽ tiếp nhận hồ sơ trong thời gian từ 1 tháng 1 đến 31 tháng 1 năm 2017 tại trụ sở cơ quan. Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2016 của Tổng cục Thống kê, dự báo trong quý 1/2017, 42,6% doanh nghiệp đánh giá xu hướng sản xuất kinh doanh sẽ tốt lên, 38,5% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 18,9% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn. Về khối lượng sản xuất, có 43,2% doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý 4 năm nay tăng so với quý trước. Về đơn đặt hàng, có 37,2% doanh nghiệp có số đơn đặt hàng quý 4 năm nay cao hơn quý trước, 19,5% doanh nghiệp có số đơn đặt hàng giảm và 43,3% doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định. Đối với đơn đặt hàng xuất khẩu, 30,6% doanh nghiệp cho biết số đơn hàng xuất khẩu quý 4 năm nay cao hơn quý trước. Quy định bắt buộc doanh nghiệp phải dán nhãn cho các thiết bị, sản phẩm sử dụng năng lượng được áp dụng từ năm 2012 sẽ chính thức được bãi bỏ kể từ nay. Đây là nội dung thuộc thông tư 36 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng được công bố ngày 28 tháng 12 năm 2016. Thông tư này cho phép doanh nghiệp được phép tự công bố mức hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng trên phương tiện thiết bị sản xuất, nhập khẩu cũng như tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm công bố và dán nhãn. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng cho phép doanh nghiệp thử nghiệm dán nhãn năng lượng bởi các tổ chức thử nghiệm độc lập hoặc các phòng thử nghiệm của nhà sản xuất trong nước và ngoài nước. Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên cả nước đã đạt con số kỷ lục với 110.100 đơn vị chỉ trong năm 2016, tăng 16,2% so với năm 2015. Số vốn đăng ký cũng tăng cao khi đạt mức bình quân 8,09 tỷ đồng trên doanh nghiệp, nâng tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp lên 891.094 tỷ đồng, tăng 48,1% so với năm trước. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là một trong hai địa phương tập trung cơ hội kinh doanh của cả nước với số doanh nghiệp thành lập mới là 36.442 đơn vị, chiếm khoảng 33% tổng số doanh nghiệp thành lập trên cả nước. Cũng trong năm qua, 26.700 doanh nghiệp xin ngưng hoạt động ở những năm trước đã làm việc trở lại. Theo Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp hoặc tập thể các doanh nghiệp được dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác. Khi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, doanh nghiệp có thể sử dụng các dấu hiệu là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Doanh nghiệp trước hết chúng ta đăng ký thì chúng ta đầu tiên là tránh được các rủi ro mà nó đáng nhẽ ra là không gặp phải. Các rủi ro đấy có thể mất nhiều tiền bạc, thời gian. Vì nếu như chúng ta không đăng ký thì có thể có những cái người khác vô tình đăng ký ý tưởng lớn chung nhau thì chúng ta sẽ phải gì ạ? Lúc đấy lại phải chứng minh, phải tranh chấp, phải kiện tụng, vân vân và vân vân. Thứ hai, khi đăng ký được pháp luật bảo hộ rồi thì nó là cái công cụ pháp lý. Công cụ pháp lý này là đó chính là quyền độc quyền. Nhãn hiệu cũng là một dấu hiệu rất quan trọng để cho người tiêu dùng lựa chọn. Nếu như một nhãn hiệu mà đi được vào tâm trí người tiêu dùng thì có thể là cứ người tiêu dùng muốn mua một mặt hàng là họ nghĩ đến ngay đến cái sản phẩm đấy, cái thương hiệu đấy hay cái nhãn hiệu đấy. Thì điều đó rất quan trọng, có nghĩa nó chính là công cụ quảng bá, truyền thông, tiếp thị cái hình ảnh của một doanh nghiệp, của một cái sản phẩm khi đưa ra thị trường. Việc đăng ký nhãn hiệu giúp doanh nghiệp được sử dụng độc quyền nhãn đã được bảo hộ, đồng thời chống lại mọi hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn đang được bảo hộ. Nếu doanh nghiệp chờ đến khi thương hiệu có uy tín rồi mới đăng ký nhãn hiệu, thì rất có thể khi đó một doanh nghiệp khác, đối thủ cạnh tranh đã thực hiện đăng ký trước chính nhãn hiệu này. Đây là vấn đề đã từng xảy ra đối với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ ở phạm vi nội địa mà còn trên cả thị trường quốc tế. Trường hợp chậm chân đăng ký nhãn hiệu, rất có thể doanh nghiệp sẽ phải dừng việc sử dụng nhãn hiệu hoặc tiến hành thủ tục đòi lại nhãn hiệu với rất nhiều gian nan, vất vả mà chưa chắc đã có hiệu quả. Rõ ràng đăng ký nhãn hiệu hàng hóa không yêu cầu mang tính bắt buộc, song lại là cơ sở pháp lý cho việc xác định chủ sở hữu đối với nhãn hiệu, logo, thương hiệu mà doanh nghiệp đang kinh doanh, giúp bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp khi hàng hóa bị làm giả, làm nhái
hoặc bị nhầm lẫn với những nhãn hiệu khác. Vì thế, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là cách mà doanh nghiệp đang chủ động bảo vệ quyền lợi của mình và cả người tiêu dùng. Thưa quý vị, phóng sự ngắn vừa rồi phần nào đã cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của nhãn hiệu hàng hóa trong việc bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. Và để cho quý vị khán giả có thêm một số những thông tin thiết thực hữu ích, chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe các ý kiến từ luật sư Lê Quang Vi, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý khán giả chương trình đồng hành hàng Việt của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông, xin được hỏi ông là một luật sư đã nhiều năm tư vấn cho các doanh nghiệp trong cái vấn đề nhãn hiệu hàng hóa và quyền lợi của doanh nghiệp. Ông có thể chia sẻ với chúng tôi là ông nhận thấy cái sự quan tâm của các doanh nghiệp hiện nay đối với vấn đề này như thế nào ạ? So với thời điểm trước khi có luật thì rõ ràng cái vấn đề mà quan tâm đến các cái nhãn hiệu hàng hóa thì các doanh nghiệp rõ ràng khá là khiêm tốn trong thị trường. Nhưng kể từ khi có luật thì tôi nhìn nhận chung là tôi thấy là các doanh nghiệp đã bắt đầu có quan tâm đến vấn đề này. Lấy một điển hình ví dụ như năm 2015, chúng ta có hơn 94.000 doanh nghiệp được đăng ký thành lập mới. Tuy nhiên cái đơn đăng ký mà nộp tại Cục Sở hữu Trí tuệ để mà xin đăng ký nhãn hiệu thì số đơn đó nó chỉ khoảng tầm 37.000 đơn thôi. Tuy là có so với thời điểm trước khi có luật ban hành thì việc sự quan tâm có tiến bộ hơn, nhưng nhìn chung thì cái con số mà để mà lý tưởng thì cũng chưa đạt đến yêu cầu so với các nước trong khu vực. Thưa ông, như vậy cũng xin được hỏi ông là ông nhận thấy cái mức độ nắm vững thông tin về giá trị của đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của các doanh nghiệp chúng ta hiện nay như thế nào ạ? Thì đối với một số công ty thì nhãn hiệu đó nó có thể là tài sản có giá trị nhất mà họ sở hữu. Việc sở hữu một nhãn hiệu với một cái hình ảnh và một danh tiếng tốt thì sẽ tạo cho công ty một lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ của mình. Hầu hết là các doanh nghiệp đều hiểu được cái tầm quan trọng, cái giá trị của cái đăng ký nhãn hiệu. Nhưng mà để thực hiện nó thì là cả một quá trình. Thưa luật sư Lê Quang Vi, ông nhận thấy những cái vấn đề mà doanh nghiệp của chúng ta thường hay gặp phải khi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là gì? Tuy là cái một cái thủ tục không bắt buộc, nhưng mà để mà được đăng ký một nhãn hiệu thì cái doanh nghiệp nên lưu ý là trước khi đăng ký nhãn hiệu chúng ta nên có một cái tra cứu để xem, để đỡ mất thời giờ. Chúng ta phải tra cứu xem cái nhãn hiệu chúng ta làm ra nó có bị trùng với đơn vị khác hay không, có trùng với nhãn hiệu khác hay không. Cho nên là cái việc mà làm như thế thì đỡ mất cái thời gian chúng ta khi nộp đơn vào sẽ bị từ chối. Thì hiện nay Cục Sở hữu Trí tuệ thì nó có một cái thư viện số về sở hữu công nghiệp, thì các doanh nghiệp có thể tra cứu về thông các cái thông tin ở trên này. Thưa ông, hiện nay cũng có nhiều doanh nghiệp rất là quan tâm tới việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, nhất là những doanh nghiệp mà họ có hàng hóa xuất khẩu đi các thị trường nước ngoài. Tuy nhiên vì lý do là chi phí đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở các nước này thường rất là cao, có khi là gấp tới 20 lần so với chi phí đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam, cho nên nhiều doanh nghiệp vẫn còn lấn cấn và e ngại trong vấn đề này. Thì thông thường ông sẽ tư vấn cho các doanh nghiệp như thế nào thưa ông? Thì về cái lợi ích của cái việc mà đăng ký hàng hóa tại nước ngoài thì chúng ta biết là thứ nhất là chúng ta có được một cái độc quyền sử dụng nhãn hiệu tại lãnh thổ quốc gia sở tại. Và quyền độc quyền này thì chúng ta có thể chuyển giao cho các chủ thể khác thông qua hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng lease sang. Và những cái việc như thế này thì nó đem lại lợi ích kinh tế rất nhiều cho cái doanh nghiệp. Cái lợi ích thứ hai là đảm bảo về cái giá trị pháp lý, tạo ra một cái sự giá trị gia tăng cho kinh tế của nhãn hiệu. Điểm thứ ba quan trọng nữa là nó tạo ra một cái thế cân bằng khi mà chúng ta đàm phán và cạnh tranh với các doanh nghiệp kinh doanh cùng với một cái loại sản phẩm dịch vụ tại nước ngoài. Tóm lại là tôi thấy là ông bà ta có một câu nói rất hay, đó là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Cho nên là tôi nghĩ cái việc đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia mà chúng ta có cái thị trường, nhắm đến cái thị trường đó là một điều hết sức là quan trọng. Cái quan trọng đây là chúng ta tránh được cái việc bị chiếm đoạt cái nhãn hiệu, và điều nữa là chúng ta sẽ hạn chế được các cái rủi ro và cái chi phí phát sinh bởi khi mà có tranh chấp về các cái nhãn hiệu này tại các cái quốc gia sở tại mà chúng ta chưa đăng ký, thì cái chi phí đó nó còn gấp rất nhiều lần so với chi phí mà chúng ta bỏ ra để đăng ký. Thưa luật sư Lê Quang Vi, chúng tôi cũng rất mong muốn được lắng nghe một số những kinh nghiệm thực tế của luật sư khi tư vấn cho các doanh nghiệp về vấn đề đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa. Đã có nhãn hiệu thì phải nên đi đăng ký. Bởi vì thứ nhất là xét về góc độ kinh tế,
thì việc đăng ký nhãn hiệu nó còn giúp cho cái doanh nghiệp khẳng định được cái uy tín và hình ảnh của mình trong mắt người tiêu dùng trên thị trường. Nó làm cho mình dễ dàng quảng bá được thương hiệu sản phẩm và từ đó tạo nên lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác. Một cái yếu tố thứ hai là tôi nghĩ rằng thông thường đối với người tiêu dùng ấy, họ thường thường là họ nhớ đến nhãn hiệu hơn là cái tên của công ty. Cho nên trong quá trình xây dựng nhãn hiệu, chúng ta nên lựa chọn những cái cách thiết kế logo hay cái tên gọi làm sao chứ thật là dễ phân biệt với các sản phẩm khác, đồng thời nó cũng phải dễ nhớ đối với người tiêu dùng. Đó là cái điểm rất là quan trọng. Sau cùng, đối với cái chia sẻ về những cái rủi ro mà hay xảy ra đối với những nhãn hiệu như tôi đã nói rằng là về vấn đề mà đăng ký nhãn hiệu với quốc tế đó, thì cái rủi ro lớn nhất là chúng ta dễ bị, nếu mà chúng ta không đăng ký nhãn hiệu quốc tế thì chúng ta dễ bị cái vấn đề đăng ký chiếm hữu. Mà đăng ký chiếm hữu này thông thường là dễ bị ở chỗ là các doanh nghiệp Việt Kiều hay là người Việt Nam ở nước ngoài họ hay có thể họ sử dụng, hoặc là những doanh nghiệp nước sở tại nhưng mà lại là đang là đối tác của cái doanh nghiệp của chúng ta ở tại Việt Nam, hoặc là một cái doanh nghiệp ở nước sở tại trong cùng một lĩnh vực sản xuất kinh doanh với doanh nghiệp Việt Nam. Đó là những cái mà khả năng mà bị đăng ký chiếm hữu xảy ra khá cao. Còn cái mục đích của họ chiếm hữu là họ khi mà họ chiếm hữu rồi thì họ đòi hỏi chúng ta phải mua lại với một cái giá cao. Thậm chí là họ ngăn chặn cái việc chúng ta nhập khẩu, xuất nhập khẩu cái mặt hàng của chúng ta vào thị trường của họ. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn luật sư Lê Quang Vi đã dành thời gian cho chúng tôi ngày hôm nay. Và hy vọng là trong tương lai chúng tôi sẽ còn được có dịp lắng nghe thêm các ý kiến từ luật sư. Xin kính chúc luật sư sức khỏe. Xin cảm ơn. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe các ý kiến từ luật sư Lê Quang Vi liên quan đến vấn đề vai trò của đăng ký nhãn hiệu hàng hóa trong bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp. Và để tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự ngắn. Về đến nhà rồi cùng gia đình dùng bữa cơm sum vầy. Xin ông bà ơi. Đã có chai dầu trong nhà mà. Đây rồi, Coca Deli, Coca Deli, bữa cơm gia đình thật ngon. Coca Deli là tuyệt vời. Coca Deli, giọt vàng cho bếp Việt. Về đến nhà rồi cùng gia đình dùng bữa cơm sum vầy. Xin ông bà ơi. Đã có chai dầu trong nhà mà. Đây rồi, Coca Deli, Coca Deli, bữa cơm gia đình thật ngon. Coca Deli là tuyệt vời. Coca Deli, giọt vàng cho bếp Việt. Chọn thì thấy bạn mềm với mát là được. Xem thông tin của nhà sản xuất dựa trên mắt thường hay sử dụng cảm nhận của đôi tay là những thói quen thường thấy của người tiêu dùng khi chọn mua hàng may mặc. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là những cách phân biệt hàng may mặc chất lượng đủ an toàn với người tiêu dùng. Để đảm bảo mua được hàng hóa đúng theo nhu cầu và giá trị sản phẩm, người tiêu dùng có thể tham khảo một số tư vấn về cách phân biệt các loại vải từ chuyên gia trong ngành. Đầu tiên, để nhìn nhận và đánh giá chất lượng của một sản phẩm thì chúng ta thường dựa vào các cái thông tin sau. Thứ nhất đó là về thương hiệu của sản phẩm. Nếu là thương hiệu có uy tín thì thường là chất lượng sản phẩm sẽ có chất lượng. Hay nói khác đi là chất lượng đi kèm với thương hiệu. Thứ hai đó là về giá thành của sản phẩm. Thứ ba, chúng ta có thể dựa vào các cái đường may trên sản phẩm, mũi chỉ nó đều, không có bị bỏ mũi, thì đó là những sản phẩm chất lượng. Ngoài ra chúng ta cũng có thể dựa vào thông tin về thành phần của vải, thì thông thường trên một cái sản phẩm ở cái sườn trái của sản phẩm chúng ta sẽ có nhãn về thành phần, thì cho biết về thành phần nguyên liệu của sản phẩm. Nếu như sản phẩm có thành phần nguyên liệu 100% cô tông thì đó là vải sẽ có nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên và vải sẽ mang cái tính chất là hút ẩm rất tốt,
và có độ thoáng khí cao. Nếu vải chứa 100% polyester thì vải nó sẽ có cái độ thoáng khí kém và hút ẩm kém. Vì vậy, tùy theo nhu cầu sử dụng mà người tiêu dùng có thể lựa chọn loại vải cho phù hợp. Thông qua cách phân biệt chất lượng một sản phẩm may mặc dựa trên chất liệu như trên, người tiêu dùng có thể dễ dàng hơn khi mua sắm, giảm bớt nỗi lo về hàng giả, hàng nhái. Và với mỗi người tiêu dùng, việc chọn lựa được đúng mặt hàng chất lượng không chỉ là để tương xứng với chi phí mà chúng ta đã dùng mua sản phẩm, quan trọng hơn là giá trị sử dụng lâu dài của những sản phẩm chất lượng. Giữa năm 2016, ngành đường sắt nội địa chính thức đưa vào hoạt động toa tàu du lịch con đường di sản đi qua hàng loạt danh thắng của đất nước, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Có thể nói, với hàng loạt cung đường đẹp mắt, cảnh núi non hùng vĩ và những vịnh biển đẹp hút mắt này, chuyến du lịch bằng tàu hỏa dọc chiều dài đất nước trong Tết Đinh Dậu sẽ là một gợi ý thú vị cho những ai mong muốn chiêm ngưỡng các danh thắng của Việt Nam bằng một góc nhìn khác. Với chiều dài 1.726 km, một chuyến tàu Bắc Nam sẽ có thời gian di chuyển khoảng 30 giờ. Đây là thời điểm du khách sẽ được ngắm nhìn nhiều cảnh sắc khác nhau của đất nước như núi rừng bao la, những cánh đồng lúa đung đưa trong gió, bờ biển trong xanh vỗ nhẹ bờ cát vàng óng dưới nắng. Một chuyến tàu như một xã hội thu nhỏ, mỗi du khách có thể bắt gặp những cư dân đến từ mọi miền đất nước hoặc nhiều khách du lịch ngoại quốc. Không cần biết đến từ vùng đất nào, những cư dân, du khách trên cùng một chuyến tàu bỗng chốc dễ dàng trở nên gần gũi với nhau qua những câu hỏi han chuyện trò. Theo nhận xét của nhiều du khách, những năm gần đây khi ngành đường sắt bắt tay vào làm du lịch, ẩm thực trên những chuyến hỏa xa đã được cải thiện đáng kể. Ngay tại chỗ ngồi, du khách đã có thể chọn cho mình các món ăn khác nhau từ mì, phở, cháo, cơm thông qua những chiếc xe đẩy như thế này. Du khách cũng có thể dùng bữa tại căng tin của tàu để có không gian rộng rãi thoáng mát hơn hoặc để dễ dàng ngắm nghía phong cảnh trên hành trình hơn qua những ô cửa sổ to và rộng. Đồ ăn, thức uống trên tàu cũng đã được bán với một mức giá chung khá hợp lý của ngành đường sắt. Với những đoàn đông người, du khách thậm chí còn có thể đề nghị căng tin của xe lửa nấu riêng cho đoàn theo thực đơn đã thỏa thuận trước. Du lịch bằng tàu hỏa cho du khách nhiều thuận lợi trong việc bố trí hành lý. Thay vì phải gói ghém túi to, túi nhỏ sao cho đủ nằm gọn trong những hộp chứa đồ giới hạn thể tích như đối với hàng không hay đường bộ. Nếu chọn đi tàu hỏa, du khách có thể thoải mái mang theo những đồ đạc cồng kềnh hay mua sắm nhiều vật phẩm lưu niệm hay quà tặng. Năm 2016, tuyến đường sắt Bắc Nam của Việt Nam lọt vào danh sách những tuyến du lịch bằng tàu hỏa ấn tượng nhất thế giới do nhiều tờ báo danh tiếng của Anh bình chọn như nhật báo Telegraph, tạp chí Stylist. Dù được đánh giá cao, song theo nhiều ý kiến, du lịch bằng hỏa xa vẫn cần được đầu tư mạnh hơn về chất lượng dịch vụ, bởi đó chính là yếu tố thuyết phục những du khách vốn đang ngày càng kỹ tính hơn trong việc chọn lựa tour du lịch như hiện nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có vẻ như những câu hỏi của chương trình Đồng hành Hàng Việt không thể nào làm khó được các khán giả luôn dành sự quan tâm, yêu mến và theo dõi sát sao đối với chương trình Đồng hành Hàng Việt. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng được biết đáp án của câu hỏi kỳ trước. Với câu hỏi của kỳ trước, đáp án đúng như sau. Chương trình Đồng hành Hàng Việt số 137 có 6 bản tin. Khán giả Châu Đặng Trang Đài ở địa chỉ 769/8 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh may mắn có thời gian gửi về sớm nhất và đã nhận được giải thưởng gần 4 triệu đồng và 2 thùng dầu ăn hảo hạng Voca Deli từ Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam Voca Rimes. Còn khán giả Trương Thị Ngọc Bổ ở địa chỉ C48, chung cư Hamona, 33 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh do gửi đáp án chậm hơn một chút nên đạt được giải nhì với 2 thùng dầu ăn hảo hạng Voca Deli. Trong thời gian 7 ngày, chị Ngọc Bổ vui lòng liên hệ với những người thực hiện chương trình Đồng hành Hạt Việt theo số điện thoại 08-2200-2714, 2200-2816 để nhận giải thưởng của mình. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chương trình Đồng hành Hàng Việt của chúng tôi vẫn còn rất nhiều những quà tặng, những phần thưởng giá trị và thiết thực mong muốn trao gửi, chia sẻ đến quý vị khán giả xem đài gần xa.
và thông qua đó chúng ta sẽ được trải nghiệm nhiều hơn, cụ thể và rõ ràng hơn để tích lũy những kinh nghiệm về vấn đề tiêu dùng các mặt hàng sản phẩm dịch vụ mang thương hiệu Việt Nam có uy tín và chất lượng. Nhà tài trợ của chương trình Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam Bucarimex hiện cũng đang dành rất nhiều những phần quà tặng đến cho khán giả theo dõi chương trình. Ngay bây giờ, chúng ta có thể truy cập vào trang web www.đồnghanhanviet.com để chuẩn bị được biết câu hỏi kỳ này là gì ngay sau khi chương trình kết thúc. Xin chúc quý vị khán giả sẽ trở thành người may mắn tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, những bài học về việc chậm đăng ký nhãn hiệu đã làm cho các doanh nghiệp phải lao đao khốn đốn, thất thoát thiệt hại về mặt vật chất lẫn tinh thần như thế nào. Không khác gì một hồi chuông cảnh tỉnh, các doanh nghiệp nào vẫn còn chưa dành sự quan tâm sâu sắc và thực sự đối với vấn đề này. Chúng tôi hy vọng thông qua thời lượng của chương trình Đồng hành Hàng Việt ngày hôm nay, quý vị khán giả đã có cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề nhãn hiệu hàng hóa và quyền lợi của doanh nghiệp, cũng như liên quan đến quyền lợi của người tiêu dùng chúng ta. Mọi ý kiến thắc mắc dành cho chương trình, xin quý vị đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi thông qua hộp thư điện tử bbt.đonghanhhangviet@gmail.com hoặc đường dây điện thoại 08-2200-2714, 08-2200-2816. Chương trình Đồng hành Hàng Việt có thể được xem lại thông qua website truyenthonglongviet.com và đonghanhhangviet.com. Xin chân thành cảm ơn Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam Vocarimex đã đồng hành cùng chương trình. Chương trình Đồng hành Hàng Việt do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông Long Việt phối hợp sản xuất. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn được gặp lại trong những chương trình lần sau. Vocarimex hân hạnh tài trợ chương trình này. Về đến nhà rồi cùng gia đình dùng bữa cơm sum vầy. Xin ông ơi. Đã có chai dầu trong nhà mà đây rồi. Vocadeli, Vocadeli, bữa cơm gia đình thật ngon. Vocadeli là tuyệt vời. Vocadeli, giọt vàng cho